Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam chiếc phạt 185 cái mì xã Trà Dông đó, mì cánh đồng mới này cũng là giống một người đám này cũng hơi nhỏ này công đạt khoảng 3 tấn mẫu đi 30 tấn tết đang ở trên đang nhậu cũng nhiều mà cũng hơi nhỏ nắng khô dậm đạp luôn các bạn. Không được cũng mấy được hả? Không có đậu. Không đậu, không đậu, không đậu. Nghe không? Nhớ nè. Sẽ đang tới các bạn. Nhớ nha, chiều nay là không có nhắc lại luôn. Nó mạnh trà rồi gơi trầm. Chiếc 185 này bắt đầu đang ra. Đất này khô nhẹ ra, đổ mô cũng nhẹ. Lên đường rồi, lên đường.